Nếu như các bác đang tìm kiếm một bộ hát karaoke nhỏ gọn công nghệ trong tầm giá loanh quanh khoảng 30m mà chơi trong những cái phòng diện tích cũng trên dưới 30m2, thì hôm nay ở đây em đang có một set combo để gửi cho anh Trương Đức Quý, có địa chỉ tại đường 457, ấp chợ, xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh. Một set combo với sự xuất hiện của một trong những cái set loa mà em rất yêu thích trong tầm giá 30 triệu, đó chính là set BC16-15A. Đây là dàn loa Active súp nuôi full các bác nhá. Súp ở đây nhìn rất gọn, đây là súp bass 15 inch. Con này thì tiếng rất là mềm sâu, và theo như em nhận định và đánh giá thì cái set combo này mặc dù là mức giá nó hợp lý hơn so với bộ lưới X3, nhưng nếu để lựa chọn giữa set BC16-15A này với set combo lưới X3 của DBLTIC trị giá 34 triệu thì em sẽ lựa chọn set này. Vì sao ạ? Cái súp thì nó cũng đánh mạnh hơn, sâu hơn, mềm tiếng hơn, hay hơn. Và cái loa thì em nghe ở cái dải cao nó cũng sạch sẽ và chi tiết hơn các bác nhá. Hơn nữa thì với con súp này nó có nhiều chế độ preset để các bác có thể là chọn chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau. Chỉ với một nút bấm ở đằng sau thôi là các bác chuyển ngay được chế độ rồi. Và với cái set này thì sẽ bao gồm gì ạ? Một cặp loa BC16, một chiếc súp Active 15 inch 15A, và ở đây là có 3 thiết bị, một chiếc vang cơ, một bộ mic K5000 và một con quản lý nguồn SP600S. Giá trị loanh quanh khoảng 30 triệu nha. Cái set này hiện tại trong thời gian này đang được nhà hãng sale với mức giá rất tốt, chỉ còn 21 triệu 500 nghìn đồng cho một combo là gồm một đôi loa bass 10 inch và một chiếc súp bass 15 inch. Thì bác nào mà đang có nhu cầu lựa chọn những cái dàn karaoke loanh quanh tầm giá khoảng trên dưới 30 triệu, và cái set này thì nó sẽ dưới 30 triệu rồi các bác nhé, để chơi karaoke gia đình nghe nhạc, thì bộ này là một cái bộ mà em khuyến cáo các bác là rất nên tham khảo set này, bởi vì tiếng nó rất hay. Đấy, hát hò hay là nghe nhạc đều ok cả. Ngay bây giờ thì mời các bác lắng nghe ngay set combo em gửi cho anh Quý tại Củ Chi, Hồ Chí Minh, để nghe lại một nữa xem là chất âm của BC16-15A liệu rằng nó có hay như là quảng cáo không các bác nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.